Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn do sức cầu tiêu dùng suy yếu, nhiều ông lớn trong ngành bán lẻ công nghệ buộc phải thu hẹp kinh doanh, cắt giảm nhân sự. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Cuối tháng 11, cả hai cửa hàng Thế Giới Di Động .com chỉ cách nhau vài trăm mét, nằm trên phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, đồng loạt tháo dỡ biển hiệu, đóng cửa mặt bằng. Việc đóng bớt cửa hàng bán lẻ nằm trong kế hoạch tái cấu trúc của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, trước bối cảnh tình trạng sức mua thị trường yếu và còn kéo dài. Trong đó, trong quý cuối năm, Thế Giới Di Động cho biết sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận nhằm tối ưu chi phí. Thực tế, từ đầu năm đến cuối tháng 10, doanh nghiệp này đã lần lượt đóng 32 cửa hàng. Song song với đó, ông lớn ngành bán lẻ điện thoại, điện máy này cũng phải mạnh tay cắt giảm chi phí, bắt đầu từ chi phí nhân viên. Số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động đến cuối tháng 9 là 68.374 nhân viên, giảm hơn 5.600 người so với thời điểm đầu năm. Thậm chí, nếu so với một năm trước đó, cuối quý 3 2022, nhà bán lẻ này đã cắt giảm tới 11.857 nhân sự. Với việc đóng thêm khoảng 200 cửa hàng vào quý 4 năm nay, số lượng nhân viên của doanh nghiệp mất việc có thể tiếp tục tăng lên. Không chỉ Thế Giới Di Động mà nhiều nhà bán lẻ công nghệ khác như FPT Shop, DC World cũng trải qua một năm không mấy suôn sẻ. Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, FPT Retail, chủ sở hữu chuỗi bán lẻ FPT Shop, ghi nhận 12.222 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng đầu năm, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước do thị trường nhìn chung chưa phục hồi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng ghi nhận sự sụt giảm về số lượng cửa hàng. Kể từ đầu năm, chuỗi FPT Shop đã mở rộng số cửa hàng từ 786 lên mốc 800 cửa hàng vào cuối quý 2. Nhưng đến cuối tháng 9, chuỗi bán lẻ ghi nhận còn 791 cửa hàng, tức đóng 9 cửa hàng trong quý 3. Về nhân sự, FPT Retail vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng nhân viên, nhưng đã chậm lại rõ rệt với giai đoạn trước. Đến hết quý 3, doanh nghiệp đã có 16.662 nhân viên, tăng hơn 1.100 người so với đầu năm nay. Với công ty cổ phần Thế Giới Số DG World, trong năm nay, doanh nghiệp cũng duy trì xu hướng tuyển dụng hạn chế. Đầu năm, công ty có 633 nhân viên, đến cuối quý 1 giảm còn 629 nhân viên, rồi tăng thêm 76 người lên 705 nhân viên vào cuối quý 2 đến cuối quý 3. Số lượng nhân sự của nhà bán lẻ công nghệ này là 717 người. Kết quả kinh doanh của DigiWorld cũng không mấy khả quan trong 3 quý đầu năm nay. Trong đó, doanh thu thuần quý 3 của doanh nghiệp này đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu mảng điện thoại giảm đến 26%, doanh thu mảng thiết bị điện gia dụng giảm 20%. Việc suy giảm tiêu dùng không chỉ ảnh hưởng tới các ông lớn ngành bán lẻ công nghệ mà các cửa hàng quy mô nhỏ cũng ghi nhận tình hình kinh doanh sụt giảm. Nhiều hệ thống đã phải thu hẹp số lượng nhân sự. Ông Xuân Tình, đại diện chủ hệ thống XT Mobile ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả kinh doanh của hệ thống đã sụt giảm mạnh khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khó khăn chung, doanh nghiệp cũng buộc phải cắt giảm 40% nhân sự, chuyển đổi quy mô mặt bằng lớn về mặt bằng nhỏ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thương lượng với chủ nhà thanh toán chậm vào cuối tháng thay vì đầu tháng như trước. Đại diện hệ thống này chia sẻ, ông Tình cho biết, vào ngày lễ độc thân 11 tháng 11 và Black Friday, doanh số chỉ nhích lên 10% vì doanh nghiệp bán giảm giá 30-40% so với ngày thường. Nhiều khách hàng cũng có xu hướng chuyển sang mua sắm điện thoại cũ. Thời điểm cuối năm nay, nếu sức mua như mọi năm, doanh số có thể tăng 25% so với tháng 11, nhưng với tình hình hiện tại vẫn sẽ đi ngang như tháng trước, vị này dự báo. Nhận định riêng ngành bán lẻ, các chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán VN Direct đánh giá thời điểm tiêu dùng ảm đạm đã qua, thị trường đang hướng tới giai đoạn phục hồi với nhiều dấu hiệu tích cực, lạm phát ổn định và mặt bằng lãi suất thấp có thể kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là điện thoại thông minh, chu kỳ thay điện thoại ước tính là 2 đến 2,5 năm. Theo đó, VN Direct kỳ vọng quý 4 sẽ là thời điểm bùng nổ khi niềm tin của người tiêu dùng sau khi chạm đáy sẽ tăng lên và nhu cầu mạnh mẽ sau một năm thắt chặt tiêu dùng. Mới đây, chính phủ đã chính thức ban hành nghị định quy định chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT từ 1 tháng 7 đến hết năm. Theo đó, việc giảm thuế VAT được kỳ vọng giúp giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng. Doanh nghiệp sẽ giảm bớt áp lực tăng giá hàng hóa, thậm chí có thể điều chỉnh giá cả theo hướng cạnh tranh hơn, đồng thời gia tăng sức mua của khách hàng. Trải qua gần 2 năm kể từ khi thị trường trầm lắng, khó khăn vẫn bủa vây doanh nghiệp địa ốc.
ở thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải chấp nhận đóng cửa hoặc cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không lương. Vậy nội dung cụ thể ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé! Bức tranh doanh nghiệp đóng cửa giải thể vì hết tiền vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà HDTC đã phát thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không lương từ 26 tháng 11 với lý do cạn dòng tiền, không có nguồn thu để chi trả lương cho lãnh đạo, nhân viên. Thế nên, phía doanh nghiệp này buộc phải sắp xếp lại bộ máy, chỉ giữ lại nhân sự chủ chốt. Trước đó, tại Hà Nội, công ty PVR cũng đã nhận được giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp về việc tạm ngừng kinh doanh một năm từ ngày 15 tháng 11, 2023 đến ngày 14 tháng 11, 2024. Về lý do tạm ngừng, PVR cho biết do công ty bị phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng theo quyết định của tòa án vào năm 2023, công ty không có kinh phí để duy trì hoạt động, dự kiến năm 2024 vẫn không có kinh phí. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng chao đảo vì diễn biến khó khăn của thị trường. Đơn cử như tập đoàn Đất Xanh, báo cáo tài chính quý 3 2023 của doanh nghiệp này ghi nhận cơ cấu tổ chức gồm 86 công ty con. Tuy nhiên, trong số này, không ít công ty đang làm thủ tục giải thể như Công ty Cổ phần Bất động sản Miền Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Nam Bộ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất Xanh Finance, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Phước, Công ty Cổ phần Đầu tư Diamond Tower, Ruby Tower, Sapphire Tower, Emerald Tower. Nếu như hơn 2 năm trước, doanh nghiệp bất động sản là nhóm ngành có thưởng Tết khả quan cho nhân viên, thì đến nay, dù cận Tết, nhiều doanh nghiệp tuyên bố sẽ không có thưởng Tết. Bởi thực tế, ngay cả việc duy trì hoạt động của công ty cũng đã còn gặp khó khăn về dòng tiền. Số liệu của Tổng cục Thống kê đã ghi nhận, tính đến tháng 10 năm nay, cả nước có 1.067 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2022. Đây là ngành chứng kiến lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất trong kỳ này, lượng doanh nghiệp dừng triển khai các dự án mới, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, tính giảm đến 50% lực lượng lao động. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trung bình mỗi tháng vẫn có khoảng 107 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường. Riêng với các sàn giao dịch bất động sản, 20% sàn tiếp tục đối diện nguy cơ giải thể, phá sản, 40% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt và cố gắng cầm cự, sống bằng niềm tin thị trường bất động sản sẽ khôi phục vào cuối năm 2023. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu trong cuộc phỏng vấn đã thừa nhận 2023 là một năm trầm lắng, một năm mà có lẽ các nhà kinh doanh bất động sản và ngành nghề liên quan đến lĩnh vực này gặp khó khăn nhất từ trước đến nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.